Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ làm lại cái clip cho anh em xem thử cái giai đoạn nộp đua top trong những cái giây phút cuối cùng anh em. Trong những giây phút cuối cùng nó của mấy chủ S5 lương sân bạc nó sẽ như thế nào và cái phần thưởng là sao. Thì anh em cùng xem chỗ xem Duy Khải nha. Đây là Khải tới nè, khảo nghiệm mấy chủ lương sân bạc đó. Đây thì anh em xem thử top nạp bao nhiêu rồi này, xem bảng xếp hạng. Hiện tại ban hỏi thì ban Khải là ban ASE là top 1 rồi này. Ban Tơ top 2, ban A top 3. Rồi ASE ban ASE là top 4 nữa. Rồi chỉ được 1 đến top 4 thôi anh em. Còn ban Mai Giáo top 5 không biết là có được hay không, cả Khải không rõ. Rồi cá nhân anh em. Đây là cá nhân anh em thấy thì cá nhân này. Cá nhân đang có là bộ trưởng 212k, ông tướng 110k rồi, ban kinh chơi 43k và mèo lìn 27k. 27k tính ra thì 4 người top thôi. Thì còn 3 phút cuối cùng anh em, 3 phút cuối cùng. Trong thời gian 3 phút cuối cùng thì anh em cùng xem với Khải thử phần thưởng như thế nào nha. Tại vì vừa rồi có anh em hỏi á. Đây. Đây anh em, khảo nghiệm ban hỏi tháng 2 của cùng một chỗ S5 lương sân bạc đó, thấy chưa? Lương sân bạc mấy chỗ lương sân bạc này đúng chưa? Rồi anh em cùng xem nè. Đây là vòng đây là ban hỏi nè anh em. Sẽ được 2 tháng kim yến này, sẽ diễn bên phần bên dưới. Và ban hỏi đủ điều kiện là khi thỏa mãn được 20k bao DC. Vòng sáng ban chủ. Rồi sau khi top 1 sẽ nhận được một trong tất cả phần quà dưới đây, chỉ một trong tất cả dưới đây nè. Một là sẽ đăng ban hồng mỹ ngẫu nhiên thuộc tính. Hai là vũ khí mất nộp 3 tháng. Thứ ba là tùy chọn một trong hai món sau, đó là kim quang, kim quang hồ yến và kim quang trích địch hoàng. Thứ tư đó là bồn tiêu thương. Đó là bốn top này anh em, chỉ bốn top thôi đó. Còn ai tâm này anh em bí kíp sân hà này thì chắc không ai nhận rồi đó. Đó là top của ban hội. Thì cái nhân hạng 2, quên cái ban hội hạng 2, hạng 3, hạng 4 đông dạy thôi anh em. Thì ban nào nhận trước thì ban đó có quyền nhận trước. Ban nào hạng 1 thì có quyền nhận trước, ban nào hạng 2 thì quyền nhận thứ hai. Đó. Cái món mất đi thì sẽ nhận món khác vậy thôi. Rồi đây là cá nhân anh em. Được rồi, hãy coi cá nhân như anh em hỏi thì cao thủ sẽ tự chọn các phần thưởng sau. Một xét đồng ban hồng mỹ đầu tiên. Đó. Xét ban hồng mỹ ngẫu nhiên thuộc tính luôn nha anh em. Cái đó là xét đồng ban hồng mỹ ngẫu nhiên thuộc tính luôn nha anh em. Một vũ khí xanh mất độ 3 tháng cũng giống như bên trên. Cái thứ ba đó là tùy chọn một trong hai. Top 3 cũng khá là ngon ấy. Kim quang này nọ. Ui, tính ra đua kim quang mà đỡ top 3 thì cũng khá là ngon ấy. Không bao nhiêu tiền. Cái thứ năm, cái top 4. Tự là năm cuốn sơn hà. Năm cuốn sơn hà. Cái này cũng bình thường quá. Bí kíp sơn hà 1 này rất rẻ. Một bộ bí kíp mật tịch 1-20 khá là bình thường thôi. Tầm này nó mắc chỉ cuốn 10-20 thì cái bộ này chắc cũng tầm 1 triệu. Bộ này chắc tầm 1 triệu. Còn cái năm sân hà này chắc không ai mua rồi, tại vì tầm này server bán không ai hay bán 1 2 kim không ai mua luôn nè. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng trở lại đi nha anh em ơi. Nó sơ qua phần quà như vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem lại phần đua top ai. Ai lên top rồi. Xem bảng số mạng. Ban hội thì đứng rồi nè, ban hội thì đứng rồi chứ không ai lên nữa rồi. Rồi hiện tại Mai Giáo đứng thứ 5. Rồi tiếp tục chúng ta cùng xem cá nhân. Cá nhân hiện tại bây giờ là top 1 vẫn là bộ trưởng 212k, ông tướng là 110k. Wow. Và ban kinh là 66 đang top 3. Quá ngon. Trời ơi 66 quá ngon rồi. Mèo 49 và Vamper 47. Hai người này đang tranh top 4 nè em ơi. Quá căng. Quá căng thẳng. Hai người này đang tranh top 4. Liệu sẽ lên nữa hay không? Trời ơi, thua một ít mười mấy k thôi. Cái này trời ơi, hết giờ rồi, kiểu này chỉ hết giờ rồi. Trời ơi, cái này thiếu mười mấy k lên top 3 là đẹp luôn. Không được lên top 3, quá tiếc. Chỉ thiếu mười mấy k thôi. Trời ơi, xấu kim mấy rồi thôi, lấy top cái thứ 3 ngon hơn. Rồi, hết giờ. Hết giờ nè. Rồi, ok, chúng ta chốt cái top là bộ trưởng 212k, không ai lên luôn. Vãi liền. Ông tướng 110k và ban kinh 66 và mèo được 49k. Quá chuẩn, quá chắc luôn. Win rồi, 4 top, quá chắc luôn, quá đẳng cấp anh em thấy không. Rồi ok em luôn ơi, mèo canh đua quá tốt, quá chắc.
Rồi ok, anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Có vẻ như là ban Khải là anh hết 4 top cá nhân luôn rồi anh em ơi. Đó. Anh em cùng xem lại, đây là top cá nhân, là một trong những top tính toán rất là canh cái não. Vampire này là như là bên băng băng A thì phải, A hay băng T đó Khải cũng đó. Đó. Rồi. Còn top băng hội thì anh em cùng xem cũng biết rồi. Top băng hội thì không ai qua rồi. Đó. ACE top 1, băng T top 2. Và băng A top 3 và băng ACE top tiếp tục đó là top 4 và băng Ma Giáo là top 5. Đó. Rồi ok, Khải sẽ off video nha anh em ơi. Anh em đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn theo dõi để theo dõi những buổi video lần sau và cũng như là những buổi livestream từ Khải từ lúc 19 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em, 7 giờ tối hàng ngày nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.